Trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình thì quan hệ thừa kế được xem là một chế định quan trọng trong hệ thống các quy phạm pháp luật dân sự Việt Nam, là quy phạm pháp luật điều chỉnh việc dịch chuyển tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc là theo một trình tự nhất định. Vậy các quy định về thừa kế có những trình tự thủ tục như thế nào? Thế nào là thừa kế thế vị? Trường hợp nào thừa kế theo di chúc? Trường hợp nào thừa kế theo pháp luật? Với chủ đề thừa kế trong quan hệ hôn nhân và gia đình, chương trình được phát trực tiếp trên kênh truyền hình BRT, sóng phát thanh tần số FM 92 MHz và trên trang web brt.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình này của chúng tôi cũng đang được livestream trên trang fanpage của đài theo địa chỉ Facebook tv.brt. Quý khán thính giả quan tâm đến vấn đề này có thể truy cập vào những địa chỉ mà chúng tôi vừa cung cấp để theo dõi. Quý vị nào có những băn khoăn thắc mắc muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời của chương trình thì xin hãy điện thoại đến số 02543717733 hoặc là để lại bình luận trên trang fanpage khi mà chương trình đang phát sóng trực tiếp. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là số 02543717733 và xin được giới thiệu đến quý vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và luật sư Lê Biên Phòng, trưởng văn phòng luật sư Gia Hân, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được cảm ơn cả hai vị luật sư đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị luật sư cùng quý vị khán giả theo dõi câu chuyện sau. Alo, anh ba hả? Tôi nói anh tranh thủ thời gian về thăm má, vậy mà 3-4 bữa nay không thấy anh về. Cái gì? Nhiều việc quá hả? Không về hả? Mai mốt mà má chia tài sản cho con xíu á, lúc đó anh đừng có trách mà tôi không báo trước cho anh nha. Bực mình, ý là đã nói trước rồi đó. Mà thôi kệ, ổng thiệt thòi chứ đâu phải mình. Ủa, mày đi đâu đây? Dạ, con qua con thăm nội. Nội sao rồi cô? Dữ không? Nội bay á, bệnh hơn 2 tuần lễ nay rồi. Vợ mới thay bay qua thăm. Bộ bận rộn dữ lắm hả con? Hay là qua đây có ý... Dạ, tại mấy nay con lu bu quá hút. Với lại thằng Bi con của con á, mấy nay nó bệnh nữa. Mà hôm bữa nội có gọi cho con rồi. Nội gọi điện thoại cho bay làm cái gì? Dạ, thì nội kêu con qua có công chuyện để nói với con. Nói gì? Bay có than nghèo than khổ với nội không đó? Đã nói rồi hả? Nội bị bệnh, để cho nội yên. Đừng có... Con có than gì đâu. Ô, cô cũng thấy rồi đó. Con buôn bán ở ngoài chợ tối mặt tối mũi luôn đây nè. Hôm nay mới có chút thời gian rảnh, con qua con thăm nội. Mà cô Út, hôm bữa con nghe nội nói là viết cái gì di chúc á. Cô có biết chuyện này không vậy? Ủa, nội nói với bay vậy hả? Dạ, thì nội nói con nghe trong điện thoại là vậy. Nên hôm nay á, là nội kêu con qua. Con cũng biết là có phải nói về cái chuyện lập di chúc không nữa. Chắc không có đâu. Mà thôi, bay vô thăm nội một chút đi ha. Nè, mai mốt có chuyện gì á, nói cho Út biết nha. Nhiều khi giờ nội già rồi, suy nghĩ lẩm thẩm lắm con. Dạ, chị thôn vô thăm nội nhớ. Không biết má nói chuyện gì với nó đây ta. Hay là chia tài sản cho nó đây. Chà, không chừng mà thiệt tình cái ông ba này đã biểu rồi. Nhà đấu trừng không có ai ở nhà vậy nè. Út ơi, có nhà không? Sao đi đâu hết trơn rồi? Út, ở nhà chứ đi đâu? Sao bây giờ anh mới qua đây? Thì hổm rày tôi bận quá. Mà má đâu rồi? Má đi qua nhà vợ chồng xíu 2 ngày nay rồi. Sức khỏe của má lúc này sao rồi? Khỏe rồi. Nhưng mà anh qua đây á, đâu phải hỏi thăm sức khỏe của má, quan tâm tới má. Mà bữa giờ má bệnh sao anh qua thăm? Cái cô này bữa nay bày đặt mỉa mai tôi nữa. Nè, còn cái vụ di chúc á thì tới đâu rồi? Tới đâu là tới đâu.
Không chừng á má để hết tài sản này cho con xíu rồi đó. Làm gì có chuyện đó cô ơi. Nè cô đừng có hù tôi nha. Với má mà anh ba, chuyện gì không thể xảy ra được chứ. Cô nói sao vậy? Cái chuyện tài sản này á, không thể một mình má mà đứng ra giải quyết được, thấy không? Còn con xíu á, nó chỉ là cháu thôi, mà hơn nữa nó là cháu gái nữa. Còn tôi với cô nè, mới là con của má ha, mới có quyền hưởng tài sản. Ơi đâu lo cho xa. Con xíu là con gái, nhưng mà nó là con của anh hai, là cháu đích tôn đó. Nó sẽ được hưởng phần của ba nó. Hơi đâu lo xa dữ vậy. Nè tôi nói cho cô nghe ha, anh hai á ảnh chết lâu rồi, thấy không? Mà chết là hết. Bởi vậy á, nói anh không biết gì cũng phải. Tôi hỏi rồi, con xíu đó không những nó được hưởng cái phần tài sản của má, mà tài sản của ba nó cũng được hưởng nữa. Chuyện này nè, tôi hỏi thằng Tám trong ủy ban dân xã đó, nó nói cái đó gọi là thừa kế thế vị gì đó. Còn nữa này nghe, hôm trước á má kêu con xíu vô nói chuyện, mà nghe đâu là liên quan gì đến cái chuyện mà lập di chúc á. Nè, có chuyện đó nữa hả? Có chứ sao không anh? Trời ơi, vậy mà sao cô không nói cho tôi biết? Anh nói là lạ à nghe. Tôi kêu anh lên nhà anh không lên. Rồi bây giờ anh trách là sao? Thôi thôi, được rồi. Má lập di chúc hồi nào? Rồi còn từ cái tiền trong tài khoản ngân hàng, tiền tiết kiệm của má đó, rồi ra sao rồi? Hôm trước á, má có nói với tôi á là sẽ lập di chúc, để lỡ má có chuyện gì á thì cứ căn cứ vào di chúc của má. Làm như vậy á má yên tâm hơn. Mà anh cũng thấy rồi đó, má rất là thương vợ chồng con xíu. Suốt ngày cứ nói tội nghiệp con xíu, mồ côi cha sớm, phải bù đắp cho nó. Đó, anh không thấy hả? Má mới vì khỏe lên chút à, là đi qua nhà vợ chồng con xíu chơi ngay à. Mà anh biết không, nhiều khi á hai vợ chồng nó nghe, nó ngon, nó ngọt, rồi than khổ với má. Có khi hả, má cho nó hết tiền tiết kiệm, rồi chia nhà cửa đất đai cho nó không chừng nữa đó. Nè, cái tiền tiết kiệm của má trong tài khoản á, má cho nó hết cũng được. Nhưng mà riêng cái nhà, đất đai đồ này nọ đó, là nó không có phần nha. Má mà cho nó đó, là tôi đi tôi kiện cho coi, tôi kiện ra tòa cho coi. Anh kiện ra tòa? Thì để kiện ra tòa, xử cho công bằng. Nhưng mà làm vậy có được không? Được chứ sao không được. Cô cứ yên tâm đi ha, chuyện này để đó tôi lo. Bây giờ á tôi phải đi đây. Mà anh đi đâu? Thì đi qua nhà một xíu, chở má về. Liệu má có chịu về không? Cô cứ yên tâm đi, chuyện này tôi biết cách mà. Không biết ông này không làm nên trò chống gì cái vụ này không ta? Sao tự nhiên thấy lo lo thiệt chứ. Vâng, thưa hai vị khách mời, việc phân chia di sản thừa kế luôn là một cái vấn đề hết sức là phức tạp, và khi mà những cái di sản thừa kế để lại thường là những cái tài sản có giá trị như là nhà ở, rồi đất đai, vườn tược, vân vân và vân vân, rất là dễ xảy ra những cái mâu thuẫn trong chính những người thân trong gia đình. Và câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Diệu xin phép được hỏi hai vị khách mời hôm nay, đó là những cái cơ sở pháp lý để điều chỉnh quan hệ pháp luật về cái việc mà phân chia di sản thừa kế. Đầu tiên xin được mời luật sư Lê Biên Phòng ạ. Như chúng ta đã biết thì về cái cơ sở pháp lý để mà xem xét những cái vấn đề, tức là ví dụ như là giải quyết cái vấn đề tranh chấp về cái di sản thừa kế như thế nào, thì trước hết chúng ta phải khẳng định rằng là cái bộ luật dân sự năm 2015 thì đây nó là một cái bộ luật lớn, và hai nữa là nó điều chỉnh các cái mối quan hệ, trong đó có các cái luật khác, ví dụ như luật hôn nhân gia đình, luật đất đai. Thì căn cứ vào cái cơ sở pháp lý đó thì cái luật bộ luật dân sự năm 2015 là cái bộ luật cơ bản nhất. Hai nữa là bên cạnh đó thì là áp dụng các cái luật, ví dụ như luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, luật công chứng hay là luật nhà ở, thì đây nó là các cái cơ sở pháp lý để mà xem xét điều chỉnh các cái mối quan hệ, hoặc khi những sự kiện pháp lý xảy ra, ví dụ như là tranh chấp về di sản thừa kế, hoặc là tài sản chung, tài sản riêng, hoặc là tài di sản đó có di chúc hay không có di chúc, thì đấy là cái cơ sở pháp lý để mà điều chỉnh cái mối quan hệ đó. Bên cạnh ý kiến vừa rồi của luật sư Lê Biên Phòng thì không biết là luật sư Phạm Phúc Doanh có thêm vấn đề gì nữa hay không ạ? Vâng, thì như chúng ta thấy đấy, thì là cái di chúc là một cái vấn đề nó rất là quan trọng,
và Bộ luật dân sự tố tụng và Bộ luật dân sự 2015 thì có nguyên một cái chương, 4 chương và trong một cái phần từ điều 609 cho tới điều 662 quy định các cái vấn đề về thừa kế. Thì có thể nói đây là một cái khung pháp lý cơ bản để mà điều chỉnh tất cả các cái vấn đề về thừa kế, quy định cụ thể về thế nào là thừa kế, thế rồi là ai là những người được hưởng thừa kế, thì thế nào là di sản thừa kế, thế rồi quy định rõ về các cái trường hợp là thừa kế theo di chúc, thế rồi là thừa kế theo pháp luật. Thế thì thừa kế theo di chúc thì cũng quy định là di chúc được lập như thế nào thì là hợp pháp, thế rồi hình thức của di chúc như thế nào thì hợp pháp, thế rồi quy thừa kế theo pháp luật thì cũng quy định rõ về các cái trường hợp như là hàng thừa kế để như thế nào, thế rồi cái cách thức phân chia di sản thừa kế như thế nào, thế rồi là các cái nghĩa vụ khi mà phải thực hiện thanh toán, các cái nghĩa vụ trả nợ của cái người để lại di sản thừa kế trước khi chia thừa kế như thế nào, thế rồi cũng quy định về cái thời hạn, thời hiệu để mà khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Thì đấy là một cái khung pháp lý chung để mà điều chỉnh. Thế còn ngoài ra thì có những cái luật chuyên ngành cụ thể hơn để mà điều chỉnh tiếp. Ví dụ như là luật đất đai thì sẽ điều chỉnh thêm về vấn đề thừa kế khi mà các cái tài sản thừa kế đó liên quan là đất đai. Thế rồi là luật nhà ở khi mà di sản thừa kế để lại là nhà ở. Thế rồi là luật hôn nhân gia đình khi mà liên quan đến vấn đề phân chia di sản thừa kế là cái tài sản chung và riêng của vợ chồng. Đấy, thế rồi là thậm chí có cả luật doanh nghiệp nữa. Thì trong luật doanh nghiệp cũng có những cái vấn đề quy định về thừa kế đối với lại những cái tài sản để lại là công ty, là doanh nghiệp. Đấy, rồi thậm chí là cả luật sở hữu trí tuệ thì cũng điều chỉnh các vấn đề về thừa kế khi mà cái di sản thừa kế để lại nó là các cái quyền sở hữu trí tuệ đối với các cái tác phẩm, đối với lại các cái công trình mà có quyền sở hữu trí tuệ. Đấy, thế còn khi mà các bên thực hiện cái việc phân chia di sản thừa kế đấy thì sẽ có cái luật công chứng để mà điều chỉnh cái cách thức thực hiện cái việc phân chia nó như thế nào, khai nhận di sản thừa kế như thế nào, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế như thế nào thì sẽ tuân thủ theo cái luật công chứng nữa. Chỉ là vấn đề phân chia tài sản thừa kế thôi nghe thì hết sức là đơn giản, nhưng mà qua những cái thông tin mà của hai vị luật sư vừa cung cấp thì có thể thấy rằng là cái cơ sở pháp lý để điều chỉnh cho cái quan hệ pháp luật về phân chia tài sản thừa kế cũng khá là phức tạp và khá là nhiều, phải không ạ? Trở lại câu chuyện mà chúng tôi vừa trình chiếu lúc nãy thì xin được hỏi luật sư Lê Biên Phòng, là không biết là bà nội của chị Xíu có thể toàn quyền định đoạt được cái phần tài sản chung của hai vợ chồng bà hay không? Và trong cái câu chuyện này thì vấn đề phân chia tài sản như thế nào cho hợp lý, thưa luật sư? Như cái câu chuyện vừa rồi chúng ta được xem nghe đó thì trước hết phải khẳng định rằng là bà nội của chị Xíu thì đương nhiên bà nội thì phải có ông nội. Đó. Thì ông nội chết nhưng mà trong đây không có nói về cái dữ liệu là ông nội chết có để lại di chúc hay không. Như vậy chúng ta thấy được tức là ông nội chết và chúng ta đưa ra tình huống là không có di chúc. Rồi bà nội còn sống. Thế thì bây giờ đó là tất cả những tài sản mà của ông bà nội tạo lập lên trong quá trình hôn nhân là tài sản chung của hai ông bà. Ông nội chết không để lại di chúc thì 1/2 đó sẽ chia theo quy định của pháp luật. Thì chia quy định pháp luật thì chia theo cái hàng thừa kế thứ nhất gồm bố mẹ ruột, tức là bố mẹ của ông nội nếu còn sống, hai nữa là vợ là bà nội và các con. Các con thì không phân biệt, tức là tính cả con nuôi rồi những cái con mà theo quy định của pháp luật là theo cái hàng thừa kế thứ nhất. Thế thì bây giờ cái câu chuyện này nó phát sinh ra một cái, tức là bây giờ ấy là về cái việc phân chia di sản thừa kế thì bà nội thứ nhất chỉ được cái quyền 1/2 cái khối tài sản chung của ông thôi. Còn lại một nửa của ông thì phải chia theo pháp luật. Cho nên bà không được quyền quyết định toàn bộ khối tài sản đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa tức là về cái việc tức là chị Xíu có được hưởng cái quyền gì trong cái khối tài sản đó hay không. Thì trước hết chị theo như là trong cái câu chuyện vừa rồi thì chị Xíu là không thuộc cái hàng thừa kế thứ nhất là cháu. Hai nữa là cha của chị Xíu thì chết nhưng mà chết sau.
sau ông. Thế thì theo quy định của pháp luật thì những người chết trước hoặc chết cùng người để lại di sản thừa kế thì con của người đó mới được hưởng cái di sản theo thừa kế, quý vị. Dạ. Cho nên trong trường hợp này, tức là cha của chị Xíu chết sau ông nội. Dạ. Cho nên cái việc chia 1/2 cái di sản của ông nội thì là trường hợp chị Xíu không được hưởng cái thừa kế quý vị. Thì như vậy chị Xíu không được hưởng trong cái phần chia này. Còn vấn đề bà nội có cho chị Xíu hay không hay cho, thì hiện nay 1/2 của bà nội thì bà nội có quyền lập di chúc, có quyền định đoạt, có quyền tặng cho bất cứ ai, trong đó có chị Xíu. Dạ. Đó thì cái câu chuyện này như vậy. Còn nếu như sau này mà bà nội mà không lập di chúc và cũng không có cái phân chia trước khi chết thì lại chưa pháp luật, thì chưa pháp luật thì chị Xíu cũng chỉ là hàng thừa kế, coi như là không thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Dạ. Và cũng không được hưởng cái phần này. Thì đây nó là cái quy định của pháp luật. Thế thì từ cái lý do như vậy thì theo cái quy định cũng như là cái thừa kế kế vị thì tại cái điều 642 đó thì cũng nêu rõ như vậy, tức là cái người được hưởng thừa kế kế vị thì chỉ là cái người coi như là chết, con của người đó chết trước hoặc trước cùng cái người để lại di sản thừa kế. Thế trong trường hợp này thì chị Xíu là không được hưởng cái phần đó. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Lê Biên Phòng. Và trong câu chuyện thì cô Út có nói về cái vấn đề mà thừa kế thế vị của chỗ chị Xíu. Vậy thì không biết là đúng là chị Xíu có được hưởng cái phần thừa kế thế vị hay không? Và cái việc phân chia tài sản ở đây của ông bà nội cho chị Xíu nó sẽ như thế nào? Xin được mời luật sư Phạm Quốc Doanh ạ. Vâng, bởi vì theo cái dự kiện ấy, thì thực ra thì mình cũng không có cái đưa ra cái thời điểm mà cụ thể cái người cha của cô Xíu đó là chết từ cái thời điểm nào. Yeah. Đấy, thế thì ở đây là nếu như giả sử như trong cái trường hợp mà như luật sư biên phòng nói ấy, tức là cái cha của cô Xíu mà chết sau ông nội thì tức là cái người cha đó họ sẽ được quyền thừa kế cái phần của ông nội để lại. Đấy, và khi họ được thừa kế cái phần của ông nội được lại và sau này cái người cha đấy họ chết thì cái phần đó sẽ được chia cho các cái hàng thừa kế tiếp theo của cái người đó. Dạ. Thì tức là cái người cha đó họ có vợ và có con là cái cô Xíu này. Thì cái cô Xíu này sẽ được hưởng cái phần thừa kế của cái người cha mình. Thì cái việc thừa kế đấy không gọi là thừa kế thế vị mà họ thừa kế tiếp nối cái phần mà người cha họ đã được thừa kế. Nhưng chẳng qua về thủ tục là chưa có phân chia mà thôi. Đấy, thế còn cái tình huống thứ hai, tức là cái người cha này là chết trước cái ông bố đó. Thế thì khi mà chết trước cái ông bố đó thì theo cái pháp luật quy định về thừa kế thế vị thì tại cái điều 652 quy định về thừa kế thế vị thì trong cái trường hợp mà cái người để lại di sản đấy mà họ có con cái. Dạ. Nhưng cái người con đó chết trước họ. Nhưng trước khi chết thì cái người con đó họ lại cũng đã có con. Và cái người con đó thì tức là cháu nội hoặc cháu ngoại đấy. Dạ. Thì trong trường hợp này tức là cô Xíu đấy, thì đối với những trường hợp như vậy thì sẽ được quyền hưởng thừa kế thế vị. Thế thì nếu như trường hợp như vậy thì cái cô Xíu này sẽ là người được hưởng. Dạ. Cái thừa kế thế vị, cái phần mà người cha của mình để lại. Trong trường hợp này nếu như bà nội không để lại di chúc thì nếu như mà cha của cô Xíu đã mất trước bà nội như là không biết là cô Xíu có được hưởng một phần thừa kế thế vị hay không ạ? Chắc chắn, bởi vì là trong trường hợp này thì là bà nội không để lại di chúc nên do đó là phải chia thừa kế theo pháp luật. Mà khi chia thừa kế theo pháp luật thì cha của cô Xíu là chết trước ông bà nội. Dạ. Do đó cô Xíu là cháu nội. Thế thì cháu nội chính là cái người sẽ được hưởng thừa kế thế vị. Dạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn vừa rồi của cả hai vị luật sư. Thưa quý vị, với chủ đề thừa kế trong quan hệ hôn nhân và gia đình, chương trình đã thu hút sự quan tâm của khán giả xem đài. Bây giờ là thời gian mà chương trình dành cho quý vị khán giả. Và tôi xin được điện thoại của chương trình là số 02543717733 và xin được mời bộ phận thư ký hãy chuyển câu hỏi của khán giả cho chúng tôi. Dạ, chương trình có thể hỏi là
Vợ chồng của cô tôi có hai người con trai. Hiện nay thì cô tôi ở với con trai út. Nhưng mà vì tuổi cao sức yếu cho nên vợ chồng của cô tôi lập di chúc để lại nhà cho hai người con đó. Nhưng mà cô tôi lại không biết viết chữ. Vậy vợ chồng của cô tôi có thể lập di chúc cho các con được hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Dạ, xin được mời hai vị luật sư ạ. Đối với lại câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là trong cái trường hợp này thì cái người để lại di sản đó hoàn toàn có quyền lập cái di chúc để định đoạt cái tài sản của mình. Tức là cái vợ chồng, người cô của bạn có toàn quyền để mà định đoạt và lập một cái di chúc để lại cái di sản từ cái đó. Thế còn cái thủ tục thì như bạn nói là trong cái trường hợp mà đối với những người mà không có khả năng nhận thức, tức là thiếu năng lực hành vi dân sự hoặc là không biết chữ, thì những cái trường hợp đó cần phải có người làm chứng. Thế thì thủ tục như thế nào? Thì thứ nhất là cô của bạn cần tìm một cái người làm chứng, và cái người này là phải hoàn toàn vô tư, khách quan, có đủ năng lực hành vi dân sự và không có các cái quyền và nghĩa vụ gì liên quan đến cái tài sản của cô bạn, để như vậy nó đảm bảo cái tính khách quan và nó phù hợp với bộ luật dân sự. Thứ hai nữa là sau khi có người làm chứng rồi thì vợ chồng cô của bạn cùng với người làm chứng đó sẽ liên hệ với một cái văn phòng công chứng để mà yêu cầu là lập một cái di chúc theo đúng cái nguyện vọng của mình. Thế và tại cái văn phòng công chứng, trước mặt công chứng viên hoặc cũng có thể là trước mặt cái cán bộ chứng thực tại các ủy ban dân cấp xã phường, thì là cái người làm chứng này sẽ đọc lại cái nội dung của di chúc cho cái người không biết chữ, tức là cô của bạn ấy, nghe và hiểu rõ các cái nội dung. Đấy, và sau đó là công chứng viên hoặc là cái người chứng thực chữ ký đó tại ủy ban nhân dân cấp xã phường sẽ giải thích các cái nội dung, thế và ký yêu cầu cả người làm chứng cũng như là người để lại di chúc ký các cái bản di chúc đó trước mặt của công chứng viên hoặc là cái cán bộ chứng thực. Thế thì như vậy nó sẽ đảm bảo được cái tính khách quan và nó phù hợp của cái di chúc. Và khi đã có bản di chúc rồi thì là cô của bạn lưu giữ cái bản di chúc đó để mà có căn cứ thực hiện khi mà sau này, khi mà mình qua đời, để đấy là một căn cứ để mà mở thừa kế theo di chúc. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả kế tiếp. Tôi là Nguyễn Văn Thiệt ở Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhà tôi tầm 8 người con, nhưng mà chết 2 đứa thì còn 6 đứa. Yeah. Nhưng mà cái phần ông già tôi ngoài quê trước kia là ông đã ông bỏ ngoài quê cho mấy đứa rồi, còn anh em tôi khai phá trong này thôi. Nhưng mà bây giờ ông định cái phần của ông sau này để ông lập đi chút là thờ cúng. Dạ, cái đất này là đứng tên của ai ạ? Đứng tên ông già tôi. Dạ, nhưng mà bây giờ ông muốn lập cái phần của ông á, tức là sau này là đất thờ cúng. Nhưng mà vì tại làm sổ đỏ cho nó không về mấy năm rồi mà chưa về được, bây giờ giấy biên nhận thôi. Dạ. Ông mới chết có 3 tháng à? Dạ, xin lỗi, là ông là có để lại di chúc không ạ? Không có lại di chúc, vì nhưng mà cái nguyện vọng ổng trước kia ổng nói là cái phần ổng sau này á, tức là để thờ cúng á, nhưng mà vì tại sổ đỏ không về thì chồng chưa biết được, thì chồng đã bệnh rồi mấy năm nay, thì bà già tôi bà nuôi nắng, chứ còn mấy đứa em tôi thì nó bỏ bê, nó không nói đến. Nếu mà tính theo cái luật thừa kế thì bây giờ những kẻ có công lao, có công nuôi nắng cũng như cái người giữa bà hậu thờ ơ lạnh nhạt thì sao nó bất công quá sao? Thì trong cái bộ luật nó có cái gì mà giữa mà để tính cho những người có công lao không? Cái thứ nhất, còn cái thứ nhì nữa, tức là vào vấn đề cái bộ luật, tức là
họ có cái mà vấn đề mà được để đắp và để thờ cúng không chị Anh? Xin được mời hai vị khách mời giúp tư vấn cho khán giả vừa rồi ạ. Như vị khán giả vừa rồi nói thì cái câu chuyện nó tương đối là dài. Dạ. Và nó rất nhiều các cái dữ liệu. Dạ. Dữ liệu thì theo tôi thứ nhất thì tôi đoán như thế này. Cái thứ nhất thì ông đứng tên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dạ. Đó. Mà bây giờ hiện nay lúc nãy theo dữ liệu ban đầu thì bạn nói là dạ, ông đang bị bệnh. Dạ. Bệnh nặng phải không luật sư ơi? Dạ. Đó. Thế thì bây giờ thế này, cái thứ nhất lại phải xác định rằng cái tài sản này là của ông bà. Là tài sản chung của ông bà. Thế thì nếu như tài sản chung của ông bà thì là quyền quyết định của hai ông bà nếu mà còn sống. Đó. Thì hiện nay đó, lúc nãy bạn có nói thì bà cũng vẫn còn. Phải không luật sư Doanh? Đó, thì tức là hai ông bà còn sống. Thì hai ông bà còn sống nếu như có đủ cái năng lực hành vi dân sự thì đương nhiên ông bà có cái quyền định đoạt tài sản của mình. Dạ. Không phụ thuộc vào bất cứ một cái tác động của người khác. Dạ. Đấy cho nên là câu chuyện của bạn nó rất là dài nhưng mà nói tóm lại tức là hiện nay cái di sản về đất đai và tài sản đó là của bố mẹ bạn. Mà bố mẹ bạn là có quyền định đoạt cái tài sản đó. Còn bố mẹ bạn cho ai là quyền như nào hoặc là lập di chúc để làm cái nơi thờ cúng như thảo là cái chuyện là quyền của bố mẹ bạn. Chứ không ai được cái quyền tác động vào cái chuyện là ý chí của bố mẹ bạn. Thế còn sau này bạn có nói rằng người có công đóng góp trong cái di sản đất đai đó thì cũng phải xem xét lại. Cái thứ nhất là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, bởi vì tôi biết rằng trong bạn ở Xuân Mộc thì trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các cái huyện ở Xuân Mộc, Châu Đức thì thường thường có rất nhiều trường hợp là trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là tên hộ gia đình. Đó. Nếu mà ghi tên hộ gia đình thì các thành viên trong họ có quyền đó và đồng thời coi như có nghĩa vụ trong cái khối tài sản đó. Dạ. Còn nếu như không ghi tên họ chỉ có tên là bố hoặc mẹ thì là tài sản riêng của bố mẹ. Còn ghi tên họ thì các thành viên trong họ tức là con cái đều có cái quyền để mà quyết định cái di sản thừa kế đó. Dạ. Thế thì trong trường hợp đó thì bạn có nói rằng là có công lao khai phá hoặc công lao rồi duy trì tôn tạo cái đó thì nếu như bạn có công lao thì bạn phải chứng minh được là công lao. Dạ. Dạ. Không nào thì bạn mới yêu cầu tức là nếu như mà ý chí của bố mẹ mà không chia cho các con những người có công lao thì bạn có quyền yêu cầu. Dạ. Bạn yêu cầu mà nếu như các bên mà không thỏa thuận yêu cầu không được thì bạn có thể là khởi kiện cho tòa để yêu cầu để mình hưởng được cái phần công lao mình có đóng góp vào cái di sản đó. Dạ. Đó thì trong trường hợp này thì tôi tư vấn thì nghe cũng như vậy, tôi tư vấn như vậy thì có thể luật sư Doanh nghe thêm được cái phần nào nó rõ hơn để tư vấn cho bạn như này. Dạ. Xin được mời luật sư Doanh ạ. Em thì tôi hình như là có cái dữ kiện là bạn này bạn ấy nói là ông mới mất 3 tháng. Đúng rồi. Rồi. Ngọc Diệp cũng có nghe là như thế chứ. Thì ông mới mất 3 tháng. Và vấn đề ở đây là bạn ấy đưa ra một cái vấn đề là ông có nói rằng là muốn để lại một cái phần tài sản của ông đó để làm cái phần để thờ cúng. Thờ cúng. Sau này là thờ cúng. Đấy, thế còn lại có vấn đề khác là như thế nào? Thế thì ở đây để cho mà bạn có thể hình dung dễ hiểu hơn để mà bạn có thể tiến hành thực hiện các cái việc để bảo vệ quyền lợi của mình thì có thể tôi sẽ diễn giải như này cho bạn dễ hiểu. Thì thứ nhất là bạn phải xác định là cái tài sản thừa kế để lại đó hiện nay là tài sản của ai, ở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ai và nó là của ai. Thế thì theo như câu chuyện của bạn thì chúng tôi được biết ấy, thì như vậy là cái tài sản hiện nay như luật sư Phòng nói là tài sản chung của bố mẹ bạn để lại. Đấy, thì chúng ta phải xác định đầu tiên là như vậy đã. Thế khi người chết mà không để lại di chúc thì cái phần của họ mới được đem ra chia cho các người thừa kế và chỉ chia cái phần của họ thôi. Thế còn cái phần của mẹ bạn ấy, còn sống thì không chia cái phần đó. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phải xác định xem là sau khi cha của bạn mất thì có lập di chúc hay không, và cái việc di chúc đấy nó có hợp pháp hay không, có lập một cách hợp pháp hay không. Thế thì như bạn trình bày như vậy á, thì là cái di chúc đó hình như là chưa được lập một cách hợp pháp, và nó chỉ là cái ý chí bằng miệng cha của bạn mong muốn như vậy thôi, chứ còn chưa được thực hiện thông qua một cái thủ tục. Bởi vì như thế này, tức là nếu như một cái người mà người ta lập di chúc
để lại đó, thì cái di chúc đó phải có công chứng hoặc là phải có chứng thực của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thì trong trường hợp mà di chúc mà chỉ bằng miệng để lại thôi, mà sau khi quá cái thời hạn mà người ta mất ấy, mà không có người làm chứng cho cái việc đó, rồi cũng không ra phòng công chứng để ghi lại những cái nội dung di chúc miệng đó, thì cũng chưa được coi là di chúc miệng hợp lệ, hợp pháp. Thế thì trong trường hợp này như vậy là coi là chưa có di chúc để lại. Đấy là vấn đề thứ hai để mình xác định. Đấy, cái vấn đề thứ ba nữa là đây là mình xác định rằng trong trường hợp mà không có cái di chúc để lại như vậy thì hiện nay là việc định đoạt cái tài sản đó phải dựa theo quy định của pháp luật, tức là chia thừa kế theo pháp luật. Đấy. Thế thì cái phần một nửa cái giá trị tài sản đó là của cha bạn sẽ được chia đều cho các cái đồng thừa kế, tức là chia cho mẹ bạn và các anh chị em của bạn, tức là con của cha bạn đấy, là các cái đồng thừa kế và được hưởng một cái phần bằng nhau, thì đấy là chia theo luật pháp. Thế còn nếu như gia đình của bạn mà tôn trọng cái ý chí của cha mình thì theo quy định của pháp luật, trước khi phân chia cái di sản thừa kế đó, các cái đồng thừa kế cũng có quyền họp lại để mà thống nhất với nhau cái việc là phân chia thừa kế như thế nào. Đấy, thế rồi là để lại di sản phần nào để làm cái nơi thờ cúng. Thế thì cái việc đấy là hoàn toàn do gia đình tự quyết định. Thế nếu gia đình họp lại thì có thể là thống nhất, ví dụ như là dành ra một phần đất để làm cái di sản thừa kế. Cái nơi đấy là cái nơi thờ cúng. Và cái nơi đấy có thể là cái tài sản đấy sẽ đứng tên các cái đồng thừa kế. Để làm gì? Để tất cả các đồng thừa kế đều có quyền và lợi ích ở trong đó, và không có bất kỳ một ai có thể bán hoặc là tặng cho, định đoạt cái phần mà để làm thờ cúng đó. Thế còn lại những phần khác thì tùy theo cái điều kiện gia đình thì có thể là chia đều cho các hàng thừa kế để người ta có quyền, người ta được hưởng và người ta định đoạt. Thì như vậy là cái cách thức đấy là cái cách thức tốt nhất. Thế còn bạn cũng hỏi về cái việc là bạn có công lao là chăm sóc nuôi dưỡng rồi trông nom bố của bạn và có được hưởng cái phần gì hay không, thì cái này thì nó là một phần trách nhiệm và là một phần tự nguyện của con cái đối với cha mẹ. Thế nên là những cái trường hợp này thì không được hưởng, mà chỉ có một số các cái chi phí mà được quy định trong bộ luật dân sự là những cái chi phí mà liên quan đến cái người để lại di sản thừa kế, ví dụ như là các cái chi phí để dùng lo ma chay, thế rồi là cái chi phí mà chữa trị bệnh tật hoặc là các cái nghĩa vụ trả nợ của cái người chết người ta để lại đó, thì những cái phần đấy là sẽ được trừ ra, rồi cái phần còn lại mới được chia cho các thừa kế. Dạ, đó, thì bạn lưu ý như vậy để mà có cái xin hướng được cảm xử lý. Ơn phần tư vấn của luật sư Doanh cũng như là luật sư Lê Biên Phòng. Và vị khán giả ở Xuyên Mộc thân mến, vì thông qua số điện thoại của chương trình và bộ phận thư ký có chuyển lên cho cả hai vị luật sư ở trường quay rất là nhiều những cái dữ kiện và rất là cũng khó nghe, nên hai vị luật sư đã nắm bắt tất cả những cái dữ kiện mà khán giả đã gửi tới và phân tích về tình về lý cho khán giả, và hy vọng rằng là khán giả sẽ nắm bắt được nội dung câu hỏi. Và bây giờ thì xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi đến hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Tôi giờ có miếng đất là bề ngang 15 thước, bề dài là 94 thước. Bây giờ tôi hiện giờ tôi có 4 đứa con, mà bây giờ là muốn cho nó 4 đứa phân nửa đó, bây giờ mình làm thủ tục sao con? Cái đất này là đứng tên của ai ạ? Đứng tên nó gọi bởi vì trong cái sổ đỏ nó kẹt là như này. Tôi và vợ tôi đã ly hôn rồi. Tài sản trước đó là nhà nước cấp cho là hai vợ chồng chỉ có quyết định thôi. Rồi sau đó mới ly hôn. Ly hôn thì là tòa án quyết định là tôi xin nhận lại cái phần đất và thôi tiền cho cô. Rồi cô mới đầu cô trị giá là cái miếng đất đó là
là 6 cây vàng, thì tôi là thổi cho 3 cây vàng. Thì tôi thổi, tôi đóng tiền tại tiền đó xong rồi. Là xong đó cô mới đưa cho tôi lại cái quyết định. Cái quyết định đó tôi là đi lại với ban làm, thì quyết định đó là nó cấp lại để cho hộ gia đình. Đó. Cho nên bây giờ là nó có cái chỗ là hộ gia đình thì muốn bằng các thành viên trong gia đình phải ký. Cho nên bây giờ là tôi muốn cho con như vậy là 4 đứa không nữa. Là 8 mét tôi giữ lại 7 mét. Đó, bây giờ mới làm thủ tục cho con. Đây cũng là một cái vấn đề khá là phức tạp. Xin được mời hai vị luật sư ạ. Thì tôi xin có cái ý kiến để mà tư vấn cho cái vị khán giả vừa rồi như sau. Thì theo như cái trình bày của bạn cho biết ấy, thì là trước đây khi mà giải quyết ly hôn thì là tòa án đã giải quyết cái tài sản này rồi, mặc dù lúc đó nó chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nó chỉ là một cái quyết định thôi. Thế nhưng mà cái quyết định đấy thì đã là một trong các căn cứ và là điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó tòa án họ xác định đấy là cái tài sản chung của vợ chồng và họ đưa vào cái giải quyết cái vụ án ly hôn đối với lại cái tài sản đó, và anh là người được nhận cái thửa đất đó và đã trả một cái phần tiền tương ứng cho cái người vợ để coi như mình toàn quyền để quyết định cái việc đó. Thế thì tiếp theo đó thì anh cũng đã dùng cái quyết định đó cũng như là cái phán quyết của tòa án đó để đi làm cái thủ tục để được cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và nhà nước cũng đã cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là công nhận cho anh là cái thửa đất đó. Tuy nhiên là một là có thể là do trong quá trình làm mình sơ sót trong cái việc là kê khai thông tin, hoặc là cũng có thể là do sơ sót của các cái cán bộ địa chính, thì thay vì người ta cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó cho riêng tên của anh thì người ta lại ghi là hộ gia đình. Đấy, thì đây nó chính là một cái vấn đề rắc rối. Tức nếu như họ cấp cho riêng anh thì đương nhiên là anh bây giờ có tự anh có quyền định đoạt cái việc đấy, là không có ai có quyền ngăn cản hết. Tuy nhiên là cấp cho hộ gia đình thì tức là gì, tại cái thời điểm cấp trong cái sổ hộ khẩu của những cái người trong cái thửa đất đó có những tên ai thì họ cũng có các cái quyền nghĩa vụ ở trong đó. Thế thì ở đây có thể tại thời điểm đó là có các con của anh ở đó. Thế thì bây giờ thống nhất thì có thể một là sẽ điều chỉnh lại cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó cho nó sang tên của anh để anh toàn quyền quyết định định đoạt cái phần đấy. Đấy là cái bước thứ nhất là anh có thể làm. Thế còn cái vấn đề thứ hai mà anh nói rằng là anh muốn chia cái miếng đất đấy ra cho các người con, có một phần anh giữ lại, anh sử dụng. Thì sau khi mà đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà anh định đoạt được cái, tự ý được định đoạt, thì anh có thể thực hiện cái việc đó. Tuy nhiên anh cũng cần phải lưu ý là thứ nhất là cái thửa đất đó nó có đủ cái diện tích để tách ra cho các con của anh nữa hay không. Ví dụ như là anh nói là ngang là 15 và sâu là 91 và có 4 người con. Thế và bây giờ là anh muốn tách ra là 5 phần, tức là 4 người con mỗi người một phần. Còn anh một phần anh sử dụng nữa thì tức là 5 phần. Thế và 5 phần đó thì nó có đáp ứng cái điều kiện về diện tích tối thiểu hay không. Ví dụ như hiện nay ở Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu thì người ta sẽ quy định rằng đối với lại cái đất mà thổ cư thì diện tích tối thiểu là phải là 40 m². Thế rồi những cái khu vực mà chưa có nhà thì phải là 60 m². Thế rồi đất ở dưới huyện thì tùy theo, có thể là phải 100 m² trở lên thì mới đủ điều kiện để tách. Thì đấy là diện tích tối thiểu. Thế sau khi thỏa mãn cái diện tích tối thiểu rồi thì nó còn phải đảm bảo được là cái chiều ngang của mặt tiền. Đấy, ví dụ như hiện nay thì ban dân tỉnh quy định thì tức cái chiều ngang là tối thiểu có nơi là 4 m hoặc là 5 m. Thế rồi phải đảm bảo về cái đường đi lối lại cho nó thuận tiện nữa. Đấy, và khi đáp ứng được các yêu cầu đó thì mới đủ điều kiện tách thửa. Và còn phải lưu ý thêm nữa là
cái khu vực đó nó lại phải phù hợp với lại quy hoạch khu dân cư và được phép chuyển mục đích sử dụng đất để mà tách thửa thì mới đủ điều kiện. Thế thì vấn đề này là anh sẽ tính toán cái diện tích đất của mình, anh có thể tự mình phân chia ra theo cái cách thức đó. Thế rồi anh liên hệ với lại cái cơ quan quản lý đất đai ở địa phương để anh hỏi cho rõ về các cái diện tích tối thiểu đó đã đủ điều kiện hay chưa, chiều ngang đã đủ hay chưa, khu vực này có quy hoạch hay không, có cho phép chuyển mục đích và tách thửa hay không. Nếu như đủ điều kiện thì ở nơi đó người ta sẽ hướng dẫn anh cái thủ tục và anh sẽ nộp hồ sơ, người ta sẽ tách ra theo cái yêu cầu của anh. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Dân thưa hai vị khách mời, hiện tại thì bộ phận thư ký cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của khán giả. Xin được mời hai vị khách mời tiếp tục nghe câu hỏi từ bộ phận thư ký gửi lên. Xin mời bộ phận thư ký ạ. Nếu như là mẹ muốn thừa kế cho con, con thì không có anh chị em, nhưng mà mẹ thì không thể nào đi công chứng cũng như là để chứng minh cái tình trạng sức khỏe của mình được, thì có thể tự viết ở nhà được hay không? Và cái viết ở nhà đó là có cần theo mẫu gì không hay là tự viết? Và nếu ví dụ như là người mẹ đó tự viết xong rồi lăn tay thì cái đó nó có hợp pháp hay không? Dạ. Đó là câu hỏi của tôi. Dạ, xin lỗi, anh ở đâu ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mời hai vị khách mời ạ. Vâng, câu hỏi của khán giả vừa rồi thì tôi xin giải đáp như sau. Cái thứ nhất thì bạn có đưa ra cái thông tin, tức là mẹ đã muốn lập một cái di chúc là cho con. Thế nhưng mà coi như là không có đi ra phòng công chứng lại được. Dạ. Khó khăn trong vấn đề đi lại mà không gian chỗ ủy ban phường xã hoặc là công chứng được. Thế thì bạn hỏi có thể là làm di chúc ở nhà, và di chúc ở nhà thì lại không biết chữ thì có thể lăn tay được hay không. Thế thì tôi tư vấn cho thế này. Cái thứ nhất về tài sản thì theo như cái tình huống bạn đưa ra thì là tài sản hợp pháp của người mẹ. Chúng ta không bàn về cái chuyện coi như tài sản chung, tài sản riêng của ai nữa. Là tài sản hợp pháp. Thế bây giờ tài sản hợp pháp của người đó khi đã có rồi đó, thì cái quyền định đoạt cho ai là quyền là quyền, bất cứ cho ai cũng được, cho con hoặc cho bất cứ người khác, đó là cái quyền của người có tài sản khi định đoạt. Thế thì còn cho con thì đương nhiên cái chuyện đấy là cũng là bình thường thôi, mẹ cho con lập di chúc là chuyện bình thường. Nhưng ở đây cái câu chuyện tức là một cái di chúc làm sao cho nó hợp pháp. Trong trường hợp mẹ, bà mẹ thì cái điều kiện đi lại khó khăn, chữ thì không biết, thì theo tôi thì nên như thế này. Thứ nhất, bạn có thể mời công chứng viên tới tận nhà lập một cái di chúc theo ý chí của cái người mẹ đó. Tức là công chứng sẽ lập các cái nội dung di chúc theo cái mẫu quy định của pháp luật. Hai nữa là các ý chí của người lập di chúc như thế nào thì công chứng sẽ đưa vào cái di chúc bằng văn bản. Sau đó đọc lại cho nghe. Và khi nghe rõ rồi thì đương nhiên thì bắt đầu sẽ làm các cái thủ tục lăn tay. Nếu như không biết chữ thì như vậy nó sẽ là di chúc hợp pháp. Thế trong trường hợp nếu như mà không mời được công chứng thì cũng có thể là làm di chúc có người làm chứng. Thế sau đó trong vòng 5 ngày thì những người làm chứng đó ra cái ủy ban phường xã nơi mà cái người làm chứng đó thường trú để chứng nhận cái chữ ký của người làm chứng. Thì di chúc đó nó cũng vẫn là hợp pháp. Thì trong hai trường hợp như vậy nó thuận lợi nhất cho cái người để lại di chúc trong cái điều kiện đi lại khó khăn. Thì như vậy tôi tư vấn để bạn biết như vậy. Xin được cảm ơn luật sư Lê Biên Phòng và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi. Alo, xin chào chương trình ạ. Chương trình cho tôi em hỏi một câu hỏi sau ạ. Dì tôi là nguyên đơn trong cái vụ kiện đòi nhà cho ở nhờ á. Thì nay hiện nay dì tôi tuổi đã cao rồi, dì tôi muốn lập di chúc để lại cái nhà và đất đang tranh chấp đó cho con trai của dì thì có được không ạ? Cần phải thực hiện những cái thủ tục như thế nào ạ? Và câu hỏi của bạn vừa rồi thì tôi xin tư vấn như sau. Thứ nhất là theo quy định tại cái điều 609 của Bộ Luật Dân sự quy định về cái quyền thừa kế. Thế thì bất cứ một công dân nào của Việt Nam mà có một cái tài sản, một cái di sản thì đều có quyền lập di chúc. Đều có quyền lập di chúc. Đó thì cái đấy là một trong những quyền cơ bản mà Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã quy định. Thế thì bà dì tức là nguyên đơn trong cái vụ đòi nhà
Thế thì trong khi bây giờ là tuổi cao, sức yếu, rồi có thể làm di chúc mà đang cái thời gian tòa thụ lý và đang tranh chấp chưa biết kết quả như thế nào. Thế thì có được lập cái di chúc để cho người con sau này hưởng, nếu như có thể là đòi được thì được hưởng cái thừa kế hay không, thì tôi khẳng định rằng tức là cái quyền thừa kế như tôi vừa rồi đã nói, quy định của Bộ luật Dân sự 55 là được quyền. Là được quyền, tức là làm di chúc để thừa kế cái vụ việc đó trên trong tương lai, nếu như mà có bà mẹ có chết thì người đó tiếp tục thừa kế, còn trong trường hợp chưa giải quyết xong thì tiếp tục thừa kế cái việc khởi kiện đó để đòi cái quyền lợi mà bà gì đó đang tranh chấp cái di sản thừa kế là cái nhà đó. Thì đây nó là một trong những cái nó xảy ra rất là nhiều. Đa số những người có tài sản khi xảy ra tranh chấp tại tòa thì có tuổi cao sức yếu, còn trong trường hợp tuổi cao sức yếu mà theo như các cái vụ án dân sự có thể hàng năm, có thể 5 năm có vụ kiện, có thể cả 10 năm thì như vậy nó sẽ xảy ra trường hợp là nguyên đơn đứng trong cái vụ kiện đó có thể là chết bất cứ lúc nào. Thế thì cái chuyện thừa kế như thế nào thì luật cũng quy định do tương đối là rõ trong vấn đề này. Và cái việc mà lập cái di chúc để thừa kế lại các cái vụ việc mà đang đòi cái quyền tài sản thì đấy là một cái quy định của luật cho phép. Xin được cảm ơn luật sư Lê Biên Phong, và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Thưa hai chị khách mời, Ngọc Diệu muốn hỏi một vấn đề là nếu như mà người để lại di sản thừa kế, chẳng may họ có một cái khoản nợ, thì không biết là những người nhận di sản thừa kế có phải có trách nhiệm để trả cái khoản nợ này hay không ạ? Xin được mời luật sư Doanh ạ. Vâng, cái chuyện này là đương nhiên, bởi vì trong bộ luật dân sự 2015 thì đã quy định rõ về cái nghĩa vụ như vậy. Tức là một người khi mà họ có cái di sản để lại, đồng thời với cái việc họ để lại các cái di sản thừa kế đó thì họ cũng để lại các cái khoản nợ. Và nợ có thể là nợ tổ chức, có thể là nợ cá nhân. Thế thì khi mà thực hiện cái việc mà kê khai để mà nhận cái di sản thừa kế đó thì những cái người mà được nhận đó sẽ phải có cái nghĩa vụ để mà thanh toán hết các cái khoản nợ mà họ để lại đó. Thế còn nếu như mà di sản còn lại thì mới được đem ra chi thừa kế. Thế còn nếu như mà không còn hoặc thiếu thì coi như không còn để mà chi thừa kế. Xin được cảm ơn luật sư Chuân. Và bây giờ sẽ là tiếp tục là thời gian để hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Xin được mời bộ phận tư ký hãy chuyển câu hỏi của khán giả đến hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Alo, luật sư cho tôi hỏi, ông nội và bà nội tôi chết không để lại di chúc, đến năm 1994 thì ba tôi cũng mất luôn. Tôi có làm đơn khiếu kiện ra tòa, tòa khẳng định đó là tài sản riêng của ông bà nội tôi. Hiện nay anh của tôi tự ý đi làm giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất. Các cô chú của tôi là người được thừa hưởng cái mảnh đất mà ông bà nội tôi để lại. Có cơ kiện anh tôi được không? Và anh tôi làm giấy tờ đó có hợp pháp hay không? Xin luật sư cho tôi biết. Vâng, vừa rồi câu hỏi của bạn thì tôi xin tư vấn như sau. Cái thứ nhất, theo như bạn nói thì ông bà nội chết, không để lại di chúc. Thì sau đó đến năm 94 thì là người cha của bạn chết. Sau đó thì bạn có làm đơn khiếu kiện cho tòa mà khẳng định là cái tài sản riêng của ông bà nội. Thế hiện nay thì là anh của bạn á thì đứng ra tự ý làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các cô chú là người được hưởng thừa kế trên cái mảnh đất này. Nhưng mà anh hỏi là có thể kiện được không, và người anh có làm giấy tờ đó có hợp pháp hay không. Thế thì cái câu chuyện này nó cũng tương đối là rõ rồi. Cái thứ nhất tức là ông bà nội chết mà không để lại di chúc thì đương nhiên cái tài sản này là phải chia theo quy định của pháp luật. Mà chia pháp luật thì chia theo hàng thừa kế thứ nhất. Hàng thừa kế thứ nhất là bố mẹ của ông nội nếu như còn sống. Hai nữa là các con, vợ và con. Đó là hàng thừa kế thứ nhất. Thế thì cái câu chuyện này tức là tại sao lại có cái người anh của bạn đứng ra làm giấy tờ và đứng tên? Thế thì phải xem xét lại toàn bộ cái hồ sơ, tức là người anh đứng tên quyền sở hữu đất mà là của ông bà nội đã lại, thì xem cái hồ sơ đó ông bà nội có phải là ông bà nội tự ký tự nguyện cho người anh đứng tên hay không. Đó, cái thứ nhất. Bởi vì rất nhiều trường hợp về con về cháu sau khi mà gần gũi ông bà nội đó, thế ông bà nội mới làm thủ tục công chứng tại nhà, thế rồi tặng cho, thế ra làm rất là hợp pháp đầy đủ theo quy định pháp luật và đăng ký quyền sở hữu, thì phải xem xét cái đó. Nếu như mà có trường hợp lúc ông bà còn minh mẫn
mà có ký làm thủ tục tặng cho người em đó thì là cái tài sản là hợp pháp của người em. Dạ. Còn trong trường hợp tức là ông bà nội không ký mà cái người anh đó tức là đi tự ý đi làm bằng một cái lý do nào không cần biết, tự ý đi làm mà không phải là ý chí và không phải chữ ký của bà nội thì đương nhiên cái giao dịch đó là giao dịch vô hiệu. Thì bạn có quyền yêu cầu mời coi như là yêu cầu các cái người con của ông bà nội dạ, đứng ra kiện và yêu cầu coi như hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đó nếu có căn cứ là cái giấy tờ đó giả thì hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng và đề nghị chia cái di sản thừa kế ông nội lại theo cái quy định pháp luật là vào cái hàng thừa kế thứ nhất. Đó, thì như vậy là nó đảm bảo quyền lợi và hai nữa là cũng xem xét được tức là cái tính pháp lý của từng cái giao dịch một. Đó, phải xác định ông bà nội có cho hay không cho. Nếu ông bà nội không cho mà người anh tự đi làm giấy thì là đương nhiên là sai. Thì sẽ hủy và đồng thời cái tài sản đó khi hủy rồi thì tài sản đó sẽ chia theo quy định pháp luật và chia cho cái hàng thừa kế thứ nhất. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Phòng và cũng hy vọng với phần tư vấn vừa rồi của luật sư Phòng thì vị khán giả vừa rồi cũng đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn khán giả đã tham gia chương trình. Còn bây giờ thì xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Chị có miếng đất mà mua năm 90 á, cất cái nhà rồi, chị hiểu không? Rồi lúc đó chị với mẹ chị sống chung rồi chị để cho mẹ đứng tên. Giờ mẹ chị năm 2000 mẹ chị mất đi, 10 năm sau mẹ chị mất đi. À, bây giờ thành của chung. Nhà mình có mấy anh chị em ạ? À? Có năm chị em cưng. Năm chị em, chị thứ ba. Nhưng mà hàng xóm thì vẫn biết cái miếng đất đó là của chị. Ha. Nhưng mà bây giờ đó, thành của chung, không ai để cho ai đứng tên luôn. Tên cũng còn mẹ vậy luôn, để mẹ đứng tên vậy hoài luôn. Giờ đợi tới chết luôn vậy đó, coi như là không tranh, coi như là không mua bán gì luôn đó. Cái nhà đó ở như vậy vẫn cứ ở hoài vậy đó. Dạ, chị ở đâu ạ? À? Chị ở Đất Đỏ, trên thị trấn Đất Đỏ. Xin được mời hai vị khách mời tư vấn cho khán giả. Vâng. Đối với lại câu hỏi này thì tôi có ý kiến tư vấn như sau. Tức là theo như chị cho biết thì là cái miếng đất này là mua từ những năm 1990 mà chị là người bỏ tiền ra mua, nhưng mà mẹ lại là người đứng tên. Như vậy là nhờ mẹ đứng tên. Tuy nhiên ở đây là không có không có đưa ra cái dữ kiện là giữa hai bên có cái sự thỏa thuận về việc nhờ đứng tên hay không, hay là chỉ bằng miệng hoặc là chỉ dựa vào lòng tin là đưa tiền thế rồi là đi mua miếng đất đó, thế sau đó là đăng ký đứng tên mẹ. Thế thì cái chứng cứ thì nó sẽ không có. Thế thì về cơ sở pháp lý hiện nay thì cái miếng đất đó là đứng tên của người mẹ, thì được xác định đó là cái tài sản của người mẹ. Và khi nó đã là tài sản của người mẹ rồi mà cái người mẹ đó mất thì bây giờ không có di chúc thì phải phân chia cái di sản thừa kế đó theo pháp luật, tức là phân chia cho các cái đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất, mỗi người một phần bằng nhau. Như chị cho biết thì gia đình có 5 anh chị em và nếu như còn 13 nữa thì là cũng được hưởng cái phần đó. Thì nếu như mà chia đều cho các cái đồng thừa kế đó thì các bên có thể tự thỏa thuận với nhau về cái việc chia. Ở đây gia đình có thể họp lại, có thể thống nhất với nhau, trao đổi với nhau. Anh chị em có thể trao đổi với nhau. Và nếu như mà các anh chị em trong gia đình cũng biết được rằng bản chất và thực chất của cái vấn đề là cái miếng đất đó chị là người bỏ tiền ra mua, nhưng chỉ nhờ mẹ đứng tên thôi, rồi cộng với lại rất nhiều hàng xóm người ta cũng làm chứng, chứng kiến cho cái việc đó. Và nếu như mà những anh chị em đều hiểu cái bản chất của câu chuyện nó là như thế và người ta tự nguyện chấp thuận rằng đây là cái tài sản của chị và người ta đồng ý rằng người ta sẽ làm thủ tục cho mình để mình đứng tên, thì khi đó là có thể liên hệ với một cái phòng công chứng để mà làm cái thủ tục phân chia di sản thừa kế. Và những cái người đồng thừa kế kia người ta có thể là từ chối hoặc là tặng lại cái phần của người ta đó cho chị, và sau khi hoàn tất cái thủ tục ấy rồi thì chị đi đăng ký lại cái miếng đất đó đứng tên riêng của chị, thì lúc đó nó là cái tài sản riêng của chị. Thế còn nếu như trong trường hợp mà các bên không thể tự thỏa thuận được như vậy mà bây giờ chị lại cho rằng là chị mới là người bỏ tiền ra và mẹ chỉ là đứng tên thôi, thì buộc lúc đó nếu chị muốn
chứng minh rằng miếng đất đó là của chị thì buộc phải khởi kiện ra tòa án. Và khi mà khởi kiện tòa án thì mình phải chứng minh được mình mới là người trả tiền và mình nhờ mẹ đứng tên. Thế còn việc tòa án khi người ta thụ lý cái vụ việc như vậy, người ta căn cứ vào các cái chứng cứ chị cung cấp cũng như là các cái nhân chứng mà chị yêu cầu tòa án triệu tập để mà hỏi ý kiến. Và nếu như có căn cứ thì người ta mới có thể tuyên được là cái tài sản đó là của chị. Đó, thế nên là cái trường hợp này theo tôi thì theo cái cách thức đầu tiên chị có thể họp gia đình để mà giải quyết trước. Đấy, còn bất đắc dĩ thì mới đưa cái vụ việc ra để mà khởi kiện. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả Đất Đỏ đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi ạ. Mình có cái thửa đất ở tỉnh Vĩnh Phúc á, trước năm 2004 thì mình có đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ấy. Sau ngày 30 tháng 9 năm 2004 thì mình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng mà cái thời điểm đó thì cái hộ khẩu của mình lại phải chuyển đi rồi. Chuyển vào nhập vào một cái hộ gia đình khác ở Đồng Nai. Cái miếng đất đó là đăng ký quyền sử dụng đất tại cái thời điểm là trong thời kỳ hôn nhân đó, nhưng mà khi mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là lúc đấy là đã kết hôn rồi đó, đứng tên là hộ tôi là hộ tôi tên Bùi Văn Tư. Dạ, đứng tên một mình chú thôi ạ. Ừ, mà ghi là hộ Bùi Văn Tư. Dạ. Bây giờ tôi muốn là chuyển cho tặng cho anh trai á, vợ con không tranh chấp, nhưng mà bên đăng ký đất đai á, người ta yêu cầu là xác nhận hộ gia đình và hộ nhân khẩu, nhưng mà tôi đi xác nhận thì người ta không xác nhận. Người ta nói lý do là hộ tôi ấy, là cái hộ mà cùng chung với hộ khẩu á, chứ không phải là hộ gia đình nhà tôi. Bây giờ tôi muốn hỏi bên luật sư xem cái hướng giải quyết như thế nào. Xin được mời hai vị luật sư. Về trường hợp của bạn vừa rồi có nói đó, thì cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn được cấp năm 2004, sau đó thì bạn chuyển vào Đồng Nai. Và trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, thì bạn có thông tin tức là ghi bằng hộ gia đình. Theo bây giờ bạn muốn tặng cho người anh cái đó như thế, nhưng mà cái cơ quan đăng ký quyền sở hữu á, thì người ta hướng dẫn cho bạn, tức là bạn bây giờ là bạn phải lấy những cái người trong tên trong cái hộ khẩu đó, thì để đưa ra vào các cái thông tin để mà giờ làm cái thủ tục sang tên cho người anh được. Thế thì tôi xin trả lời bạn như sau. Cái thứ nhất, tức là khi mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ghi tên họ thì đương nhiên đó là các thành viên trong họ được cái quyền định đoạt cái tài sản đó. Nhưng bạn lưu ý rằng họ ở đây, các thành viên trong họ là những người thân thiết ruột thịt, bạn phải lưu ý như vậy, tức là có cái trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc lẫn nhau thì mới gọi là họ là hộ trong gia đình thành viên. Chứ còn nhiều khi là nhập cho cháu họ rồi em vợ rồi anh vợ của người khác vào để tạo cái công ăn việc làm hay nhập khẩu thì những người đó không phải là hộ gia đình để giải quyết những cái vấn đề tài sản mà mang tên họ. Thì bạn lưu ý như vậy, tức hộ gia đình là chỉ những cái mối quan hệ ruột thịt đó thì mới gọi là những thành viên trong họ. Thì bạn, các quy định như vậy thì đó là quy định chung của luật đất đai cũng như là bộ luật dân sự, cho nên là bạn sẽ liên hệ, nếu như hộ khẩu bây giờ không còn thì tại cái thời điểm đó là cấp cho họ thì những cái người tên trong họ đó, như bạn nói, cái thông tin hầu như không có ai tranh chấp, bây giờ chỉ còn lại là thủ tục thôi. Nhưng cái thủ tục bây giờ là bạn đang rất là rối, bạn hỏi thì chúng tôi sẽ là bạn sẽ về đó. Một, nếu không còn những cái thông tin về cái hộ tại thời điểm cấp giấy đó và cái thời điểm bạn chuyển ai thì bạn sẽ tới lại Ủy ban Nhân dân phường xã trước khi cái bạn chuyển về Đồng Nai đó. Dạ. Thì mình chúc lục lại toàn bộ những cái thông tin về hộ khẩu của mình, về các cái thành viên trong hộ để mà làm cái thủ tục kê khai và có cái hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân phường xã mà nơi có cái đất đó. Dạ. Và cũng là nơi có đăng ký hộ khẩu thì sẽ làm các cái thủ tục để mà làm tặng cho tất các thành viên đó trong họ đã sẽ ký và tặng cho toàn bộ cho ông anh. Dạ. Thì như vậy là nó vừa gọn và vừa hợp pháp, hai nữa là nó đảm bảo được, bởi vì rất hay cái là bạn có cái thông tin tức là không có ai tranh chấp. Dạ. Thì cũng rất là tốt, mà chỉ là bây giờ nó là cái thủ tục để làm thôi, thì như vậy hướng dẫn để bạn biết.
Dạ, xin được cảm ơn luật sư Phòng và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, hy vọng là qua phần tư vấn vừa rồi của luật sư Lê Biên Phòng, trưởng văn phòng luật sư Gia Hân cũng như là luật sư Phạm Quốc Doanh, văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin hữu ích liên quan đến trình tự thủ tục pháp lý khi mà phân chia các cái di sản thừa kế để tránh những tranh chấp xảy ra, đồng thời đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật và Cuộc sống sẽ được phát sóng trực tiếp vào thứ Bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng từ 15 giờ cho đến 16 giờ trên kênh truyền hình BRT, trên sóng phát thanh tần số FM 92 MHz và trên trang web brt.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình này của chúng tôi cũng được livestream trên trang fanpage của đài theo địa chỉ Facebook Tuyệt TV.brt. Mời quý vị đón theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.